Sáng 24 tháng 11 tại Tokyo, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự cuộc gặp làm việc với các lãnh đạo tập đoàn lớn của Nhật Bản trong lĩnh vực chuyển đổi số. Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, cùng với ứng phó biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, chuyển đổi số là xu hướng lớn của thế giới. Đại dịch COVID-19 càng thúc đẩy chuyển đổi số nhanh hơn ở nhiều quốc gia. Chuyển đổi số tác động tới mọi quốc gia là vấn đề toàn cầu nên cách tiếp cận phải toàn cầu, tác động tới mọi người dân nên cần cách tiếp cận toàn dân. Việt Nam đã có chương trình chuyển đổi số quốc gia tới năm 2025 và định hướng tới năm 2030 với ba trụ cột về kinh tế số, xã hội số, chính phủ số. Trong quá trình đó, Việt Nam xác định người dân là trung tâm, là chủ thể và đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 20% GDP vào năm 2025, chiếm 30% vào năm 2030. Việc hợp tác chuyển đổi số cũng góp phần giúp Việt Nam triển khai chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, chủ động tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, là bạn, đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Trả lời câu hỏi của các doanh nghiệp, Thủ tướng cho biết, thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế chuyển đổi số trên cơ sở xuất phát từ thực tiễn, bám sát thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, đây là việc rất quan trọng, bất cứ sự chuyển đổi nào cũng đòi hỏi thể chế phù hợp. Cùng với đó, Việt Nam đã có chương trình đào tạo nguồn nhân lực, trước hết là nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động của người dân về tầm quan trọng của chuyển đổi số. Thủ tướng cũng cho biết, Việt Nam dành nguồn lực tài chính phù hợp, hiệu quả, khoa học cho chuyển đổi số, đầu tư về công nghệ, nâng cao năng lực quản trị quốc gia. Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh hợp tác công tư trong bối cảnh nguồn lực nhà nước có hạn, cần dẫn dắt và kích hoạt mọi nguồn lực trong xã hội về một số vấn đề cụ thể mà các đại biểu quan tâm thủ tướng chia sẻ chủ trương của việt nam là hiện đại hóa nhanh lĩnh vực tài chính ngân hàng để các lĩnh vực này đi đầu trong chuyển đổi số